Trước đó, chiều ngày 10 tháng 10, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 36C15167 đang điều khiển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Tiền Giang. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 tấn đầu cá hồi xuất xứ Đan Mạch được chứa trong 400 hộp với khối lượng 10 kg trên một hộp đang được vận chuyển trên xe, trị giá hàng hóa vi phạm là 80 triệu đồng. Tại thời điểm khám, chủ hàng hóa là công ty trách nhiệm hữu hạn CTNK tại Tiền Giang có xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nhãn hàng hóa, phát hiện lô hàng này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn CTNK. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này với số tiền 22,5 triệu đồng.